Dạ kính thưa bà cô chú anh chị, nay mình đang có mặt tại Phước Bình quận 9 nha. Đây là một siêu phẩm gọt thơm nè. Cực kỳ nha bà cô chú anh chị. Đã gặp quả chi nên phải ngừng lại chút xíu bà cô chú chị. Cái thơm gọt rất đẹp nha. Nói chung bà cô chú anh chị khúc này đậu đây bạn lấy quả chi nhưng mà vẫn chạy đó, chứ không phải là lấy quả chi mà không chạy đâu nha. Đây là chỉ chưa đầy có mấy giây thôi là được một trái thơm từ phi gọt treo lên đây luôn nè. Cực kỳ ngon. Một trái vậy, tính ra một trái vậy nó chỉ có hơn 30 giây à, hơn chút xíu à. Cực kỳ, đây là cái xe thơm ngày chắc bán mấy trăm trái em hả? Mấy chục trái. Thơm này là thơm Long An. Đây là ngay cái góc đường chợ Phước Bình quận 9 luôn nha bà cô chú anh chị. Tại chỗ này đậu cái xe thơm bán rất ngon. Ở đây thì qua chi vẫn lấy tiền, nhưng mà khi mà công an tới thì mình vẫn chạy. Ngay cái góc đường địa thế này thì nó là ok, ngay cái đầu đường vô chợ luôn. Ngay cái đầu đường vô chợ luôn, cực kỳ ngon nha. Quá tốt. Chỉ gọt phía đó thôi, chợ ế quá đó. Rồi cũng không có gọt nhiều nữa. Mình sẽ review một cái khúc dày cho ông bà cô chú mình xem. Video này cũng đến đây xin kết thúc. Hẹn ông bà cô chú anh chị mình xem tiếp những video tiếp theo nha. Dạ chào tạm biệt và hẹn ông bà cô chú mình ạ.